Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 5 tháng 5, hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ hai, buổi sáng ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hôm nay ngày 5 tháng 5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Truyền hình Nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng của nghị quyết. Nghị quyết nêu rõ, thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của thủ đô kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng tầm là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia trái tim của cả nước trung tâm lớn về kinh tế văn hóa giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế xây dựng thủ đô hà nội trở thành đô thị thông minh hiện đại xanh sạch đẹp an ninh an toàn phát triển nhanh bền vững có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng băng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2030 Thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. GDP giai đoạn 2026 đến 2030 tăng 8,0 đến 8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ. Tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao với GDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 đô la Mỹ, kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nghị quyết đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của thủ đô, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, tập trung quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân thủ đô và cả nước về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm phát triển thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ kinh tế và hội nhập quốc tế, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội. Các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần quán triệt sâu sắc nghị quyết, chủ động phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết, phối hợp với Thành ủy Hà Nội định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ Chính trị cũng vừa ban hành quy định số 65 ngày 28 tháng 4 năm 2022 về luân chuyển cán bộ. Truyền hình Nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của quy định này. Quy định gồm có 3 phần với 13 điều, trong đó nêu rõ công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của đảng trực tiếp là các cấp ủy tổ chức đảng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu bảo đảm tổng thể đồng bộ liên thông giữa các cấp cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch có phẩm chất năng lực và triển vọng phát triển mục đích yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ là nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để gian luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín, có phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Phạm vi luân chuyển là luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác, giữa cơ quan, tổ chức cung cấp trong hệ thống chính trị. Đối tượng luân chuyển là cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các cấp. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, tranh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan, cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Quy định đã nêu rõ nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm, kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển, chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác luân chuyển cán bộ theo quy định, đề xuất khen thưởng biểu dương đối với những nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tổ chức cá nhân vi phạm. Căn cứ quy định này, các cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của tổ chức cơ quan đơn vị mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với quy định này. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quy định số 98 ngày 7 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Chiều nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tập thể lãnh đạo văn phòng Quốc hội đã được bổ sung, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, đồng thời chúc mừng cá nhân đồng chí Phạm Thái Hà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội luôn xác định chủ trương không ngừng đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn tân phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội phạm thái hà tiếp tục phát huy sở trường năng lực kinh nghiệm công tác vận dụng đổi mới sáng tạo hơn nữa trong tham mưu phục vụ hoạt động của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội và lãnh đạo quốc hội đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo văn phòng quốc hội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, ngày hôm nay, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với đại diện công ty MTP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng MTP, đơn vị phát hành video ca nhạc The No One At All. Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết công ty MTP Entertainment bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể là, buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm buộc tháo gỡ bản ghi âm ghi hình văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số ca sĩ sơn tùng mtp đã không có mặt tại bộ văn hóa thể thao và du lịch mà ủy quyền cho đại diện là ông nguyễn trần dương giám đốc phát triển và kinh doanh của công ty mtp entertainment có mặt để làm việc theo giấy mời của thanh tra bộ Tiếp tục với một thông tin kinh tế, với 233,7 triệu chiếc điện thoại di động được sản xuất ra trong năm 2021, Việt Nam hiện chiếm tới gần 20% nguồn cung mặt hàng này trên cả thế giới. Việt Nam đã có mặt trong top 5 quốc gia vùng lãnh thổ sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới. Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam năm 2021 đạt 57,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,4% so với cùng kỳ và chiếm trên 17,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, hiện số lượng điện thoại được sản xuất và xuất khẩu made in Việt Nam hầu hết thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam trở thành nơi sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung, chiếm tới 60% tổng lượng điện thoại bán ra của tập đoàn này trên toàn cầu. Chuyển sang các thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Theo Bộ Y tế, hiện nay dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm và ca tử vong giảm rõ rệt. Tỷ lệ bao phủ vaccine trên toàn quốc cao trên 96% ở nhóm trên 12 tuổi và đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi vaccine dự phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả với các biến thể virus hiện đang lưu hành. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, duy trì giám sát, phát hiện sớm và điều trị, xử lý ổ dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay, với mục tiêu đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thủ đô, mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 684 ca dương tính mới, trong đó có 192 ca ngoài cộng đồng, 492 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 198 xã, phường, thị trấn thuộc 29 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua đó là Hoàng Mai 79 ca, Hà Đông 74 ca, Đông Anh 62 ca, Thanh Xuân 57 ca và Long Biên 47 ca. Ngày hôm nay không ghi nhận ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 1.550.362 trường hợp dương tính. Liên quan đến việc tổ chức lại hệ thống thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết sẽ tiếp tục giữ lại bệnh viện 3 tầng dã chiến số 13 để sẵn sàng cho trường hợp F0 gia tăng trở lại. Bệnh viện này do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện tuyến cuối về điều trị COVID-19 của thành phố phụ trách. Chiều ngày 5 tháng 5, tại buổi họp báo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, số ca mắc mới tại thành phố luôn dưới 40 ca. Từ ngày 7 tháng 4 đến nay, thành phố gần như không có ca tử vong do COVID-19. Còn tại Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định giải thể bệnh viện dã chiến số 1 nằm trong bệnh viện đa khoa tỉnh từ ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu lực lượng chức năng có liên quan phải giả soát lại các chính sách chế độ để chi trả đúng quy định cho lực lượng tham gia hoạt động tại bệnh viện dã chiến số 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng sẽ tạm dừng hoạt động của hơn 100 trạm y tế lưu động tại các xã phường thị trấn từ ngày mùng 7 tháng 5 tới. Hiện nay tại Cà Mau, tỷ lệ người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vắc xin chiếm hơn 99%, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi vắc xin chiếm hơn 88%, trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm mũi đầu đạt hơn 86%. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Lễ xuất quân có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ các lực lượng Công an tỉnh và Công an Hạ Long cầm phả. Để bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho kỳ đại hội thể thao này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn, cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các quan chức và các đoàn thể thao các nước. Đồng thời, thành lập Trung tâm Chỉ huy tác chiến SEA Games 31 đặt tại Công an tỉnh, hoạt động 24 trên 24 giờ từ ngày 6 tháng 5 để điều hành, chỉ đạo, chỉ huy và kiểm tra giám sát mọi hoạt động, bảo đảm an ninh trật tự an toàn trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, hai môn thi rowing và canoeing kayak sẽ được tổ chức tại khu huấn luyện đua thuyền Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Các hạng mục cuối cùng đã được thành phố Hải Phòng gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ cho SEA Games 31. Thành phố Hải Phòng được chọn là nơi tổ chức thi đấu hai môn rowing và canoeing kayak thể hiện sự tin tưởng của chính phủ, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch. Qua giải đấu tạo hình ảnh đẹp về thể thao, con người và thành phố Hải Phòng thành phố Hải Phòng đã quan tâm nâng cấp, cải tạo các dự án tại khu huấn luyện đua thuyền phục vụ SEA Games 31. Đến nay khối lượng thi công cơ bản đã hoàn thành. Để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm thời gian thi công và chất lượng công trình phục vụ tổ chức thi đấu môn đua thuyền, đến nay đã hoàn thành và nghiệm thu công trình. Các vận động viên đội tuyển đua thuyền của các quốc gia đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 và từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tối nay.